Bí mật đời tư của con trai Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Thiếu tướng Phạm Sơn Dương. Đây là ông Phạm Sơn Dương, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng là Phó Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Bộ Quốc phòng. Ông cũng được biết đến là con trai duy nhất của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, vị Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam và có thời gian tại vị lâu nhất từ năm 1955 đến năm 1987. Ông có một tuổi thơ không mấy may mắn vì thiếu sự chăm sóc tận tình của mẹ. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng nhiều từ sự giáo dục nghiêm khắc của cha, ông đã phấn đấu vươn lên có được sự nghiệp vẻ vang cho mình để không bị cái tiếng cậy cha làm thủ tướng. Vậy đời tư của ông có gì bí mật? Điều gì đã tạo nên một thiếu tướng luôn hết lòng vì đất nước như ông? Mời quý vị cùng Việt Sử Toàn Thư theo dõi nội dung chương trình hôm nay để có câu trả lời. Ông Phạm Sơn Dương, sinh năm 1951, là kết quả của tình yêu son sắc giữa cha ông và bà Phạm Thị Cúc. Sau khi thủ đô được giải phóng, ngày 10 tháng 10 năm 1954, gia đình về Hà Nội và ông chuyển vào phủ chủ tịch sống cùng cha và bác Hồ. Do mẹ mang trọng bệnh, phải sống ở một căn hộ riêng rẽ bên ngoài để tiện cho bác sĩ thuốc thang, nên ngay từ bé, ông đã thiếu đi sự chăm sóc của mẹ. Nhớ về giai đoạn đó, ông lại thấy bùi ngùi xúc động. Mẹ ông mắc bệnh, tâm lý bất ổn, cha của ông coi như không có chỗ dựa của một người vợ. Ngược lại, dù bận việc nước, cha vẫn phải luôn dành thời gian chăm sóc động viên bà. Sống cùng bác Hồ, nhưng tuần nào, cha cũng bố trí ngày nghỉ cuối tuần ra thăm vợ hoặc đón bà vào phủ chủ tịch chơi. Không ra được vì nhiều việc thì ông Dương lại được cho ra thăm mẹ. Và lần nào cũng thế, cha ông lại gửi ra cho bà một món quà. Ông Dương nhớ mãi một lần, cha đã dặn đi dặn lại là thứ bảy ra mang cho mẹ quả táo. Nhưng mãi đọc một cuốn sách hay, quyền bẵng, chủ nhật anh mới ra thăm. Biết chuyện, cha của ông đã rất giận, mắng ông một trận ra trò. Lúc đó ông tủi thân lắm, sau này mới biết cha nặng tình với mẹ, nên cái gì đã định làm cho bà mà không làm được, cha day dứt vô cùng. Vì mẹ bệnh tình như thế, cha thì bận bịu việc nước, nên việc dạy bảo, chăm lo học hành cho ông phần lớn là nhờ cậy người khác. Ông Dương kể, bản thân chỉ mắc một tội bé xíu thôi, mải chơi chút thôi, nhưng do được cha gửi gắm kỹ nên không hề có sự ưu ái nào, thậm chí còn nghiêm khắc hơn. Dặn dò không được, mắng mỏ không xong, lơ mơ là bị ăn đòn ngay, đúng kiểu quân sự. Vốn nhát đòn nên 16 tuổi vào thiếu sinh quân là ông mừng lắm, nghĩ đơn giản là không còn bị đòn nữa. Mấy năm giằng giặc, trong khi bạn bè thi thoảng có người nhà đến thăm, ông lúc đó còn ngóng ngóng trong những ngày đầu nhập trường. Sau biết cha quá bận nên không lên thăm được. Mỗi lần có xe báo người nhà lên thăm, ông biết ngay đó lại là một chú nào đó từng lãnh nhiệm vụ quản lý ngày xưa. Sự nghiêm khắc của cha đã chuẩn bị cho ông một hành trang tốt để trở thành một người lính có kỷ luật. Ông bảo, phong tục của người Việt mình, sống ở nhà người khác, người ta quý mình thì cả làng cùng quý. Sơ tán ở nhà dân, không mấy ai biết ông là con của bác Đồng. Nhưng có lần sơ tán ở Thái Nguyên, có người không hiểu sao lại biết. Về sau, chính đoàn quân của ông bị địch tập kích, nên đến giờ nhiều người vẫn nghĩ cha của ông có hai con, một người đã hy sinh, người còn lại là ông. Cha ông khi đó luôn tự đặt cho mình những nguyên tắc sống nghiêm ngặt, đặc biệt là lối sống giản dị và việc rèn luyện sức khỏe thường xuyên. Ngày nào cha của ông cũng dậy từ sớm, tập thể dục đều đặn, nên ngay từ nhỏ, ông Dương đã được cha gọi dậy tập cùng. Sau này, khi đã là một thiếu tướng hoặc đảm nhận chức vụ của một giám đốc, buộc phải thức đến 2-3 giờ sáng để hoàn thành, thì hôm sau, cha của ông vẫn gọi ông lúc 5 giờ để tập thể dục. Hồi nhỏ, ông Dương thấy không cần thiết lắm chuyện phải chi ly cẩn thận vì nghĩ mình có theo nghiệp ngoại giao gì đâu mà cha phải dạy từng ly từng tí đường ăn nết ở như là chuẩn bị cho con trai đi sứ, từ cách ngồi kiểu gì, ăn uống ra sao đến nói năng thế nào để cho người đối diện không phải khó chịu. Đôi lúc, ông cảm thấy khó chịu với những tiểu tiết đó. Tuy nhiên, mọi thứ cứ nhiễm dần vào ông, hình thành nên những thói quen, những phản xạ rất tự nhiên và đã giúp ích cho ông rất nhiều trong công việc sau này. Theo nhà thơ Việt Phương, thư ký kề cận với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thì Phạm Sơn Dương từ bé đã học được đức tính khiêm tốn từ cha. Nhà thơ Việt Phương cho hay, Sơn Dương hiền lành, ít nói và rất gắn bó với gia đình bên ngoại. Những người trong gia đình bên ngoại cũng vốn có tính cách khiêm tốn. Được sự dạy dỗ của cha và các cậu, các dì bên ngoại nên Dương rất hiền lành, ít nói. Tôi chưa bao giờ thấy Dương cậy thế cha mình là thủ tướng mà lên mặt với người khác. Lúc sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người ăn uống rất giản dị,
nên con trai ông cũng quen với nếp sinh hoạt giản dị như thế từ bé. Tôi còn nhớ, hồi đó khi nhà bếp thường nấu gạo ngon cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng ăn, vì ưu tiên ông bị bệnh dạ dày. Phạm Sơn Dương ăn cùng cha nên đương nhiên được hưởng chế độ đó. Nhưng Dương không hề thích ăn loại gạo ngon này. Cứ mỗi lần đến bữa ăn, Phạm Sơn Dương lại mang bát cơm của mình ra đổi lấy nắm cơm của mấy anh lính bảo vệ. Cơm của lính thì nấu bằng gạo thường, ăn không ngon, nhưng Phạm Sơn Dương lại ăn rất ngon lành. Là con trai của Thủ tướng đương nhiệm khi đó, nên khi bước vào tuổi trưởng thành, ông Dương nhận được không ít lời đề nghị cấp học bổng của các nước bạn, nhưng cha ông từ chối tất cả những lời đề nghị đó. Thủ tướng không muốn con trai mình hưởng đặc quyền đặc lợi, mà yêu cầu ông phải tự rèn luyện bản thân. Vì thế, thay vì đi học nước ngoài, ông đã lựa chọn học trong một ngôi trường quân đội do đã được rèn giũa kỹ, nên ông đã hòa nhập rất nhanh trong môi trường quân sự. Chính sự nghiêm khắc của cha đã tạo cho ông hành trang để trở thành một người lính kỷ luật, một thiếu tướng quân đội hết lòng vì nước, vì dân. Sau này, khi Thủ tướng qua đời, ông cũng luôn khắc ghi lời dạy của cha mình. Ba không có tài sản gì để lại cho con, ba chỉ để lại một sự nghiệp để tiếp tục. Ba yêu cầu con chăm sóc má con, chăm lo dạy bảo các con của con mạnh khỏe, ngoan ngoãn, học giỏi, trở thành người có ích cho xã hội, cho đất nước, xứng đáng là người sĩ quan của quân đội ta. Vâng thưa quý vị, với những chia sẻ trên đây, chúng ta có thể thấy chính sự nghiêm khắc, công minh của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tạo nên một Phạm Sơn Dương khiêm tốn nhưng đầy bản lĩnh, nghị lực. Tuy nhiên, chắc hẳn không ít quý vị ở đây sẽ thắc mắc, mẹ của ông vì sao lại mang trọng bệnh như thế? Vì sao cha ông suốt bao năm chỉ một lòng chung thủy với bà? Bận việc nước tới mấy cũng dành một khoảng thời gian nhất định để chăm sóc bà tới khi trái tim ông ngừng đập. Mời quý vị theo dõi tiếp nội dung để đi tìm câu trả lời cùng Việt Sử Toàn Thư. Phu nhân của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là bà Phạm Thị Cúc, một người con gái Hà Nội. Ngày đó, gia đình bà Phạm Thị Cúc có một quán bán hàng. Bố mẹ bà là những người yêu nước, nên gia đình bà trở thành cơ sở cách mạng, từng giúp đỡ, cứu mang nhiều nhà cách mạng lớn của ta thời kỳ đó. Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng nhiều lần ghé qua gia đình bà Phạm Thị Cúc. Chính những lần thăm này đã khiến tình cảm giữa hai ông bà nảy nở. Giai đoạn mới xây dựng gia đình xong, Thủ tướng Phạm Văn Đồng được cử làm đặc phái viên của Trung ương Đảng tại Nam Trung Bộ và Liên Khu 5. Nhiều người trong gia đình cũng như những người thân quen đều khuyên ông nên đưa vợ đi cùng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông quyết định để vợ ở lại Hà Nội vì e ngại không tiện. Trước đấy, ông từng hứa với vợ, dù có đi làm cách mạng ở đâu, ông cũng nhất định đưa bà đi cùng. Mỗi khi nhớ lại, Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn luyến tiếc là lúc đấy bà Cúc hiền quá. Có lẽ trong lòng người vợ trẻ không vui nhưng chấp thuận cảnh vầng trăng sẻ nửa ở lại thủ đô trong cảnh cô đơn chiếc bóng. Hai tháng sau, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cả nhà phải sơ tán lên chiến khu. Ba người phụ nữ trong gia đình là mẹ già, bà Cúc và người em gái út Phạm Thị Thu phải chật vật với những khó khăn của cuộc sống trong cảnh loạn lạc. Tử biệt sao bằng sinh ly trong lúc này, người vợ trẻ Phạm Thị Cúc vô cùng đau khổ. Bà gửi gắm tâm sự bằng những câu thơ thắt lòng. Đi đâu cho Cúc theo cùng, ấm no Cúc chịu, lạnh lùng Cúc cam. Trước đòi hỏi thống thiết của bà Phạm Thị Cúc, Trung ương Đảng đưa bà vào đoàn tụ với chồng. Trong 5 tháng ròng rã, bà đã đi bộ vượt Trường Sơn với bộn bề thiếu thốn mà như Thủ tướng Phạm Văn Đồng tự đánh giá là không thể nào kể ra được. Giữa năm 1948, bà vào Quảng Ngãi quê chồng trong nỗi vui mừng, sung sướng đến đột ngột của ông. Vợ chồng đoàn tụ chưa ấm chỗ, đầu tháng 2 năm 1949, ông được lệnh ra Bắc. Lại thêm hành trình 4 tháng bà đi bộ vượt Trường Sơn. Những hành trình dài vất vả như thế khiến tinh thần của bà suy sụp, bà sinh ra bệnh nửa quên nửa nhớ. Sau một thời gian phát bệnh, bà rơi vào trạng thái trầm kha khiến căn bệnh của bà càng khó lòng cứu chữa. Mặc dù Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đưa bà đi chữa bệnh ở cả Trung Quốc, Liên Xô, nhưng bệnh tình của bà vẫn không hề thuyên giảm. Khi đó, một số chuyên gia y khoa đầu ngành của nước bạn khi nghe về định tình của bà đã chẩn đoán nguồn cơn căn bệnh của bà là do xa vắng chồng lâu ngày. Họ khuyên đưa bà về Việt Nam để có điều kiện gần gũi với chồng con, với hy vọng nhờ thế bệnh tình sẽ thuyên giảm. Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng dù bận rộn việc nước vẫn dành nhiều thời gian ở bên vợ, chăm sóc, động viên gần gũi bà. Nhưng bệnh tình của bà không vì thế mà thuyên giảm. Bà Phạm Thị Cúc phát bệnh khi rất trẻ, khiến những năm tháng sau này, Thủ tướng Phạm Văn Đồng rất vất vả để chăm sóc gia đình của mình. Năm 1951, con trai ông bà ra đời khi bệnh tình của bà bắt đầu có xu hướng nặng lên. Ông đặt tên con là Phạm Sơn Dương,
và đưa con vào phủ chủ tịch sống, còn bà thì sống ở căn biệt thự trên phố Khúc Hạo. Ngày đó, một tuần vài lần, ông đều đưa con trai đến căn biệt thự trên phố Khúc Hạo thăm bà. Thư ký của Thủ tướng là nhà thơ Việt Phương, khi đó cũng sống tại căn biệt thự này nói rằng, lần nào đến thăm vợ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng nói chuyện với vợ rất dịu dàng. Ông thường ngồi bên giường bệnh của bà, khi thì nắm tay bà thật âu yếm, khi thì ngồi trả lại mái tóc cho bà. Bệnh tình khiến bà Phạm Thị Cúc lúc nhớ lúc quên. Nhưng điều đặc biệt là bà nhớ rất kỹ chuyện thời xưa, nên lần nào đến thăm vợ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng kiên nhẫn gợi lại chuyện xưa với vợ, cốt để vợ vui. Ông vẫn hy vọng nhờ đó, bệnh tình của bà sẽ dần khôi phục, nhưng những nỗ lực của ông không thể giúp bà khỏi bệnh. Thủ tướng Phạm Văn Đồng hết mực yêu thương vợ như thế, nên khi nhiều người khuyên ông nên lấy vợ khác, ông một mực từ chối. Ông yêu bà và muốn trọn vẹn tình nghĩa với bà, nên đã quyết định ở bên bà và chăm sóc bà, dẫu cuộc sống riêng của ông vì thế mà chịu nhiều thiệt thòi. Kể cả sau này, khi tuổi cao sức yếu, đôi mắt lòa dần, thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn cứ ngồi rất lâu cầm tay và hôn lên mái tóc của người vợ hiền hậu. Thậm chí những năm cuối đời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng còn có một nguyện vọng. Ông mong người vợ hiền của ông đi trước ông, để ông được lo cho bà một cách tươm tất, trọn vẹn, chu đáo, để ông được yên tâm, thanh thản, bởi cả đời mình, lúc nào ông cũng nghĩ ông nợ bà. Nhưng Thủ tướng lại bỏ đi trước bà 18 năm và phải gửi gắm bà lại cho người con trai Phạm Sơn Dương chăm sóc. Ông Phạm Sơn Dương cho biết, tuy không nói chuyện nhưng biểu hiện của ba tôi rất yêu quý má. Má tôi cảm nhận được tình cảm đó nên nét mặt vui vẻ. Tình yêu của ba đối với má trong suốt thời gian qua thật thủy chung và rất sâu đậm, thật cao đẹp và trân quý tình cảm mà Thủ tướng đã dành cho vợ của mình, phải không quý vị? Qua đó chúng ta cũng có thể thấy được, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng không chỉ là một nhà cách mạng kiên trung, nặng tình vì dân vì nước mà còn rất nặng nghĩa với gia đình của mình.